Xin chào tất cả các bạn đã đến kênh HK Lò Vlog. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình và đàn em mình sẽ làm món nướng tiêu nha mọi người. Thì mình sáng mình có ra đồng mình bắt mà không có. Bây giờ mình đi ra chợ mua được một ký ốc. Thì mình bây giờ mình đang chuẩn bị than. Giờ một hồi mình sẽ đi ra nhà sau mình làm nước sốt để nướng và nước chấm đi chuẩn bị một số rau để ăn kèm với mọi người. Bây giờ mình sẽ đốt than. Mình bây giờ mình cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi mọi người, đầy đủ rồi. Đây là bếp than của mình. Đây là nước sốt của mình nha mọi người. Nước sốt của mình. Còn đây là nước tiêu để mình nướng ốc nha mọi người. Mình có bỏ thêm một ít ớt vô nữa để cho nó thêm phần cay nha mọi người. Rồi đây là rau sống mình đã ăn kèm nha mọi người. Bây giờ mình bắt đầu nướng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho nước tiêu vô nè mọi người. Cái này tiêu xanh thì nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Tại ở đây mình không có tiêu xanh nên mình xài tiêu đen đỏ. Bỏ tiêu vô thì nó rất là thơm ốc. Đợi một hồi nó sẽ chín nha mọi người. Xong mình đi ra mình dùng cái này trước nha mọi người. Vô. Nóng quá. Mời mọi người ăn chung với mình nha. Dây mười dạ mười. Ngon. Ngon thử con người. Này mọi người muốn ăn hết con á, mọi người khẽ rất nè. Nhưng mấy dao là mình khẽ rất nè. Thẻ đít á, gì là mình sẽ ăn được cái gan của nó luôn nè mọi người. Cái này mình chặt đít là mình dễ lấy ruột ra lắm. Mời mọi người ăn chung với mình nha. Cái này ngon lắm mọi người ơi. Mọi người nghe mình ăn kiểu mới. Ngon quá. Nóng quá mọi người. Chặt đít nha mọi người. Rồi mọi người thấy không gian ở dưới quê mình nó yên tĩnh đó mọi người. Rất là mát mẻ. Ở dưới quê này nó không có ồn ào tiếng xe chạy, rồi nó rất là giản dị, rất là bình dân nha mọi người. Thì có dịp nào mọi người
xuống dưới ghé quê mình chơi thì mình sẽ nướng ốc cho mọi người ăn như mình bây giờ nè. Nướng ốc này mình sẽ lấy hết cái gan của nó ra luôn nha. Gan của nó, ốc này khó lấy gan lắm mọi người. Sao mà thấy người ta lấy hay lắm, mình sao mà lấy vậy à? Không được mọi người, mình lấy chỉ được cái đầu của nó không à. À, mời mọi người nha. Ngốc ngon. Xin mời bạn nha. Ăn cái ngộ đi. Thầy cô nguyên gái ăn rồi đó. Tụi mình cũng tạm dừng video đây nha mọi người. Thì mong mọi người xem video và cảm thấy thương mình thì cho mình xin một đăng ký và một like mọi người. Bye bye mọi người, hẹn video tiếp theo.